Trước thềm World Cup 2006 thì tôi và huấn luyện viên Quang Tùng có cùng nhau cho ra mắt một cái cẩm nang World Cup. Trong cái cẩm nang đấy thì không chỉ là điểm lại lịch sử các cái World Cup, rồi là nhận định bình luận về những cái triển vọng của vòng chung kết 2006, mà chúng tôi còn khơi dậy những cái nhân vật mà gắn bó với truyền hình từ thuở đầu tiên, truyền hình đen trắng, tường thuật World Cup qua vệ tinh hoa sen của Liên Xô. Tôi đã có dịp tiếp xúc xem tập trực tiếp cũng như là xem tận mắt trên sân những cái tài năng của bóng đá thế giới, từ Messi, Ronaldo cho đến Wayne Rooney rồi là Neymar, cảm giác hết sức đặc biệt. Phải nói là mình cũng tường thuật, cũng theo đuổi bình luận lâu rồi thì cũng cứ nghĩ rằng là mình đã quen rồi, nhưng mà gặp họ ở bên ngoài bằng xương bằng thịt thì vẫn là một cảm giác xúc động và có những cái trào dâng, tức là cũng phải có những kìm nén. Ngay từ đầu tôi đã dự báo World Cup tại Nga sẽ thật là tuyệt vời, và thực sự là qua cái lượt trận bóng bảng thì chúng ta thấy thật là muôn màu ở nước Nga, cảm giác rất thích thú đặc biệt. Tôi năm nay vẫn đặt niềm tin vào Brazil bởi vì đây vẫn là một nền bóng đá mà tôi yêu thích, và họ đang có một lưới cầu thủ rất là đẹp. Sau khi họ vô địch Olympic lần đầu tiên thì thêm cái đà hưng phấn đấy và trưởng thành hơn, thì tôi hy vọng Brazil sẽ làm nên chuyện năm nay. Có một điều nữa hơi duy tâm, tức là hễ mà các giải World Cup diễn ra vào năm Tuất ấy, thì hoặc Brazil hoặc là Ý đăng quang. Ý năm nay vắng mặt rồi thì chắc là hy vọng đến lượt Brazil.